Hello, xin chào tất cả mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thiên Vũ nha. Hôm nay mình có một món quà Giáng sinh dành cho tất cả mọi người luôn. Hôm nay là một cây thông Noel rất là đẹp. Thì video lần này là trước khi làm, để mình nhờ bạn quay, mình sẽ đứng các bạn, bạn có thể quay không? Ok, đứng quay thôi, từ từ quay nghe thôi. Trước khi mình làm video này. Thì đầu tiên mình xin cảm ơn khách hàng anh Phong ở tại Mỹ đã giúp Vũ làm được video này cho mọi người xem. Anh cũng là khách hàng và anh đã mua dùm cho bộ sản phẩm này. Thì hôm nay mình sẽ review và đập hộp chiếc loa đầu tiên với series mới của hãng Spoo, đó là dòng Pro 8. Và đây, phía mặt mọi người đây là dòng Pro 8. Hiện tại mình vẫn chưa có hộp, mình muốn trải nghiệm cùng với mọi người, tất cả mọi người. Đó, thì cái Pro 8 này hiện tại là nó sẽ có những series mới là Pro 8, Pro 16, Pro 32. Thì đây là những dòng mới và những dòng series L1 Compact, L1 1S, L1 1S Series 2. Thì tất cả những sản phẩm đó trong năm nay thì nó sẽ là mẫu cũ và chính thức vào đầu tháng 1 đến tháng 2 2021. Thì cái dòng sản phẩm này sẽ được bán mới có hàng ở từ thị trường Việt Nam. Còn hiện tại là dòng sản phẩm này là do khách hàng do Vũ đặt về, giúp Vũ đặt chiếc sản phẩm về để làm review trước cho mọi người cùng xem trước khi sản phẩm đó có mặt tại thị trường Việt Nam. Thì hiện tại dòng sản phẩm này là mình đặt ở tại Mỹ và điện của nó là 1.2. Thì ở đây mọi người có thể cùng xem, bạn cứ quay từ từ, quay chậm chậm thôi. Ở đây ha mọi người ha, thấy ở đây là điện 1.2 ha. Đó, đây với số stream mình nhập nguyên kiện cái đây rồi. Và đây, đây là cái tem với cái receipt của người gửi để chính xác cho mọi người đây. Phong Lê ở tại United States ha, gửi cho Vũ nè, địa chỉ như mình. Đó, có sao mình thông tin sao mình chia sẻ cho các bạn như vậy. Và một cái sẵn tiện video này thì rất là nhiều một cái câu hỏi là các bạn hỏi Vũ về cái vấn đề mà sản phẩm là tại sao ở thị trường mà Vũ bán là đồ bô mà mắc in China. Thì hôm nay mọi người có thể thấy ở cái video này thì sản phẩm đây là mình mua tại Mỹ và nó vẫn là mắc in China. Thì mình sẽ giải đáp được vấn đề thắc mắc này cho mọi người cùng xem ha. Đó, đây là rồ mới. Hiện tại chiếc sản phẩm này sẽ có đầu tiên ở Việt Nam và mình sẽ được khui sản phẩm này. Ok. Và với series này á, rất là nhiều tính năng hay. Và trước khi sản phẩm này về, Vũ đã tham khảo nó trước đây là khoảng tầm gần một tháng. Và mình đã hiểu hết tất cả những tính năng mà sản phẩm thì mình sẽ khui họp ra và mình sẽ cùng đánh giá cũng như sự khác biệt giữa cái sản phẩm cũ với sản phẩm mới, nó có những cải tiến như thế nào. Ok. Bây giờ vấn đề là mở sao mới là quan trọng nè. Bạn cứ quay xa xa đi. Giờ mình tìm cách mở. Hiện tại này là được ship. Hiện tại các bạn cũng sẽ thắc mắc là tại sao cái sản phẩm bô này có mình sẽ thắc mắc là từ mình nhập từ nước ngoài giá bao nhiêu, đúng không? Thì thật ra nếu mà từ ở bên đó thì hiện tại nó có mức giá là khoảng 1.000 mấy, mà bao gồm tiền free ship về tới Việt Nam thì khoảng 1.540 đô, thì đâu đó khoảng tầm 35 triệu, hơn khoảng gần 40 triệu đó, về cái kinh phí và chi phí về sản phẩm cũng như tiền ship về Việt Nam. Và điện không phải là điện 220 nha mọi người ha. Thì mình mua ở đây là mình đã chấp nhận mua sản phẩm này để review cho mọi người, thì Vũ đã chấp nhận cái khoản tiền này để mình được làm review cho mọi người cùng xem. Thì điện nó vẫn là điện 120V nha, và mình mua sản phẩm này tại Mỹ. Đó, là mắc in China luôn, để cho vấn đề thắc mắc của các bạn tự hay đặt ra. Mời các bạn quay lại cái thùng giúp mình. Thì trong đây thì đây sản phẩm. Đấy. Đó, L1 Pro 8, L1 Pro 16 ha. Đây là cái cuốn catalog của sản phẩm này. Thì sản phẩm này sẽ điều khiển được trên điện thoại mobile luôn. Nó có mixer tích hợp Thomas trên mobile, các bạn tải cái app này về. Bo. Đây, bạn tải cái app Bo L1 Mix về ha. Mình sẽ tới mình tải xong. Mình sẽ đặt hộp đi. Cái dòng mình đặt đây là dòng nhỏ nhất của dòng series mới, nó là Pro 8 nha mọi người. Hình như đâu cái Pro 32 là cái dòng series lớn nhất, thì hình như là Pad B2 thì đâu đó khoảng 80 triệu. Cào, đó là cào. Rồi, lấy ra luôn. Đấy, cho mọi người cùng xem. Đó. Đây. Đấy, thì nó sẽ có cái túi bẩm, không nói đi, mình bỏ ra lấy ra mọi người. Đỉnh đây rồi. Wow, đó, mọi người thấy chưa? Đẹp chưa?
trên tay trên. Rồi xong mình sẽ lấy cái này ra, mình lấy sao cắt lấy kéo cắt đi. Đúng không? À, bạn có thể quay cảnh cảnh xung quanh cho mọi người cùng xem đi. À. Đó. Đó, quay quay cận cảnh đi. Đó, từ từ thôi, quay từ từ mọi người xem đó. Đó, đây là phần nguồn nè các bạn. Trong thời gian chờ đợi các bạn mở cái cây Light Array. Đây là dòng bọc Triple Light Array nha mọi người. À, nó giống như là cái dòng mà Bow Compact á, thì đợt này nó sẽ có tích hợp luôn cả Thomas nè, USB Type-C nè, Light Out nè, nút nguồn thì nhìn nó xịn sò hơn nè. Đó, nút nhấn giữ nè. Nó có ngõ input, cái ngõ channel 3 là có AUX nè, Bluetooth nè, DAC 6 ly nè. Có nút mute ở ngoài đây luôn. Và đặc biệt là nó có tích hợp luôn cả micro nè. Luôn cả up để các bạn đi live nè, các bạn có thể đi insert được nữa nè. Đó, và đặc biệt một cái hay nhất và đáng quan tâm nhất chính là cái control trên đây. Thì thay vì cái control này được thiết kế rất là đầy đủ, nó có tích hợp DSP trong đó, thì nó sẽ có bao gồm reverse jet pad vô, giống như những cái dòng Bose S1 Pro luôn. Đó, các bạn thấy sử dụng cái cây này rất là đỉnh. Đó, và cái khác biệt của series này chính là cái pad âm trầm nó sẽ sâu hơn so với những series trước, vì cái thiết kế và kết cấu cũng như là khoảng đóng thùng á, cái cách đóng thùng á, nó bầu hơn và nó có một chiều sâu, cái hậu rất là sâu phía sau, thì nó sẽ đâu đó cái dòng Pro 8 này có tiếng âm bass sâu đến 45 Hz. Khi mà các bạn sử dụng dưới 3 dB thì nếu mà các bạn lên 0 dB maximum thì nó đâu đó khoảng tầm 50. Đó, các bạn thấy không, về thiết kế là chắc chắn âm này bass là karaoke đỉnh luôn. À, nó cải thiện rất là nhiều. Và đây là một cái túi đi kèm trong cái thùng đó, thì nó sẽ cái túi như này là của Bow, nhưng mà trong túi này nó lại không có logo của Bow. Nếu mà nó để logo của Bow thì nhìn nó sẽ professional. Đây nè, logo này. Có nha mọi người ha. Cái túi đi kèm thì khi các bạn mua sản phẩm này nguyên thùng, nó sẽ kèm cho mọi người cái túi này. Thì nó là dòng bọc thi bộ, thì thật sự là hãng phải nói sao là xíu ha, bạn camera bên xa tiếp. Thì đợt này ấy, mình coi cái review ở nước ngoài á, thì cái Bow này họ sẽ tính toán cho các bạn, cũng như các bạn đi làm show, các bạn hát autotech phòng trà, và chúng ta đi dòng di động á, thì các bạn sẽ họ thiết kế để cho mọi người thuận lên nè. Còn những series lần trước á, thì khi mà các bạn muốn xách một cái loa như thế này, thì cái tư thế các bạn cầm á, thì nó sẽ là như thế này. Nó sẽ rất là mất thế, và cái trọng lực của cái tay này á, nó rất là nặng. Nên đợt này cái phần thiết kế mà ốm mà cao như thế này là họ giải quyết cái bài toán để series cho các bạn xách như thế này, rất là thuận lợi đi. Đó, cái này là một cái điểm fix dành cho những người mà di động để trình diễn. Rồi, thì ở trong cái túi này á, thì nó sẽ có hai cây. Một cái cây á, là cây linh nha các bạn ha. Đây là cây linh. Dòng Pro 8 thì nó sẽ có hỗ trợ 8 củ jack 2 in nha các bạn ha. Để mình coi mình chưa có gắn luôn á. Để coi gắn đúng không, để lát gắn sai. Ok. Đó. Ok. Mình sẽ gắn vào. Đúng rồi. Ok. Mình cứ lần nào mình làm một tiếng lên là làm cái rụng vui lắm á. Mình được Vinh Thạnh làm review đầu tiên. Và đây chính là cái, bạn có thể quay cận cảnh logo của Bow. Với mặt lưới thì nó sẽ thiết kế mỹ mai hơn. Đấy, nhìn nó rất là professional, và logo này nó mờ hơn so với những series trước, rồi nó sẽ bóng sáng đó. Còn logo này nó sẽ có một màu nâu xám các bạn ha. À, đấy. Và theo xích như vậy là mình đã phát sinh một cái lỗi rồi. Ở đây cái sản phẩm mình bị cấn ngay vô đoạn này mọi người, trong thời gian ship về bị cấn ngay cái điểm này. Đây, bị cấn ngay điểm này các bạn, hơi bị móp nhẹ tí xíu nhưng không sao, chỉ là điểm nhỏ thôi, chắc là do vận chuyển đó. Đó, để cái phone nằm bè mà. Đó, ok. Đó, còn về cái thiết kế lo, mình đọc thông tin của hãng á, thì nó sẽ có một góc ngã là góc ngã 45 độ. Thì lúc đó thì cái góc phủ hãng thông tin đưa ra, thì cái phủ góc phủ ngang á của sản phẩm này là 180 độ các bạn. 360, tức là nó cái góc phủ nó cái giải âm và nó tần số quét nó sẽ quét ngang thế này 180 độ. Và góc phủ chiều cao của nó là 40 phải tầm như đây thôi đó. Thì các bạn cách những dòng loa này, các bạn sẽ đánh nó là dạng công nghệ Light Array.
thì dòng bọc symbol Light Ray thì các bạn phải ở cái vị trí mà xa ra đó xíu. Wow, vũ đây là khoảng 1m7 thì chiều cao của cái cây này đâu đó nó khoảng là 1-2m, phải tầm 2m các bạn ha, nhưng mà tối đa. Thì thật ra cái dòng story này các bạn cũng có thể bỏ cái cây này đi, nó giống như những lần trước vũ đã từng review. Rồi các bạn để xuống đi đây đó, các bạn có thể lên được sản phẩm này đó. Chúng ta thể bỏ ra cái ghép nối này, chúng ta thể đặt sản phẩm này trên bàn đó, tùy theo cái môi trường mà tùy lúc mà chúng ta sẽ tùy biến ở thời điểm đó. Giờ đầu tiên mình sẽ đẩy cao đi ha, đúng chuẩn đi đã. Rồi Thành ơi chuẩn bị điện giúp anh đi. Rồi, mình sẽ chuẩn bị điện và mình lên điện cho mọi người ha, và mọi người sẽ cùng trải nghiệm với mình những tính năng. Mình sẽ video này cũng sẽ review về tập hợp, giới thiệu chung chung về cái tủ loa nó được thiết kế như thế nào. Các bạn nhìn, bạn có thể quay cận cảnh cái lưới bên trong có ánh sáng á, nó sẽ thấy được cái góc ngã của loa. Đó, các bạn thấy góc ngã của loa không? Một củ loa phía dưới sẽ đánh vào bên đây, một củ loa bên này sẽ đánh ngược lại, nó sẽ tạo cái phụ đều. Đó. Thật sự cái cây này các bạn đánh trong phòng ngủ thì đủ rồi. Tại vì nếu mà xài trong phòng ngủ á, hoặc là những khách hàng mà chơi guitar mà muốn luyện guitar thì chiếc Acery này rất là ok. Công suất của hãng đưa ra là 118 dB, thì chúng ta trừ ra program và remap thì nó khoảng đâu đó khoảng 112 dB mọi người ha, là remap 112 dB cũng khá là lớn đó. Rồi, lên điện chưa? 22 chưa? Ok. Bây giờ mọi người cùng Vũ chúng ta sẽ lên điện cái sản phẩm này ha. Rồi. Ok. Rồi, bạn Khánh có thể cho mình Ủa, cái này là điện 110 đến 240 hả? Vậy mà trên ở ngoài thùng của các bạn nó ghi chỉ có 120 thôi nè. Nên Vũ không dám Vũ xài adapter. Nó ghi nè mọi người. Là 110 đến 220V nè. Thôi đừng có tin nữa. Đợt trước mình đã bị cái bao ngoài shop rồi, bây giờ mình không dám tin nó nữa. Mình đã bị cái bao ngoài shop rồi. Nên Vũ không tin nó nữa, thôi giờ mình cứ bật nguồn lên. Khánh mượn cái điện thoại đi. Khánh đây Thành quay giúp ha. Là mình sẽ kết nối cái app, có chừng bấm nhầm để tắt. Rồi, mình mở nguồn lên nè. Coi thiết kế để cho mọi người cùng coi cái nguồn. Mình thấy không là điện rồi đó. Ơi mình thấy không lên điện rồi các bạn ơi. Có vấn đề gì đây? Cái lên rồi kìa. Hình như là không nhấn. Xin lỗi mọi người. Như vậy là cái nút này là không phải là nhấn giữ nha mọi người ha. Nó là chỉ nhấn một lần thôi. Đó, còn khi tắt. Khi làm hồi hộp. Khi tắt thì sao, để mình thử coi. Tắt. Chúng ta chỉ đúng là nhấn thả nha mọi người ha. Nhấn thả. Vũ thật sự Vũ cũng chưa sử dụng này nên mọi người sẽ biết là Vũ sẽ cùng mọi người cùng mò với Vũ. Nhấn thả. Yeah, nó sẽ lên nguồn. Bạn quay xa ra cái đèn led lên rất là pro nè. Khi mình tắt nè. Mình mở nguồn nè. Nhìn nó pro liền không? Wow, nhìn giống như Mercedes vậy á. Led của Mercedes vậy á. Rồi, ở đây là nó còn một cái siêu phía sau này thôi, nhưng mà giờ là hàng này của Vũ rồi, nên Vũ lột siêu. Xong. Ok. Rồi bây giờ thì đầu tiên mình sẽ kết nối Bluetooth. Khánh đầu tiên là kết nối Bluetooth trước để mình test âm thanh sơ. Sau đó mình sẽ đi sâu về những cái tính năng và những cái tool ở trên đây chia sẻ mọi người. Và trên app giữ Bluetooth này. Rồi mình sẽ giữ Bluetooth. Ok. Bluetooth thì chúng ta để kết nối để cho nó bia với nhau, band với nhau á, thì mọi người nhấn giữ nha, nhấn giữ khoảng 3 giây. Rồi ok, vô. Và cái app là Pro. Ok. Mình coi cái app không? Mình không cần sử dụng qua app, mình mở nhạc trước đi. Mở nhạc mình vô Spotify trước đi. Nhạc nữa hả? Ok, còn không nếu mà đã vô mình sẽ kết nối Bluetooth rồi mình sẽ vô nè. Mọi người cùng trải nghiệm với Vũ trên cái app này luôn ha. Thì khi mà Vũ vô cái app á, Lmix á, thì bây giờ có ngược sáng rồi, để mọi người không thấy em. Để lau sạch cái màn hình điện thoại đã. Trời rồi. Rồi. Mọi người cùng thấy nha, để cùng xem với Vũ. Bây giờ mình sẽ chọn cái control này để mình để ánh sáng lên xíu đã. Ok. Đó, ánh sáng rất là sáng ha. Thì để mà làm gì mọi người bấm chọn, sau đó là nó đã phát hiện, tại vì Vũ đã kết nối cái Bluetooth với con này rồi. Thì khi mà các bạn kết nối á, thì em quay là cái Bluetooth thì đèn nó sẽ đứng, còn khi mà chưa kết nối thì đèn nó sẽ chớp nhấp nháy ha. Đó. Rồi mình sẽ bấm connect nè, vì mình đã kết nối rồi, bấm connect. Wow, nhìn xịn sò nha. Nhìn xịn sò.
Ok, mà sao vấn đề nó chưa kết nối được, kỳ lạ ta. Từ từ, nó giới thiệu quảng cáo hay gì á. Ready, connect, Bluetooth, under you. Re, under you, hot. Sao kỳ vậy? Đúng rồi mà. Nè, press and hold Bluetooth until the cursory push it nè. Ấn giữ cái Bluetooth đi. Ấn giữ. Đó, hai bên này đó. Sáng này xanh rồi đó. À thì đó, ra khi mà kết nối Bluetooth xong rồi mình phải nhấn giữ thêm một cái nữa để cho nó sáng đèn xanh. À, lúc đó mình mới bấm cái chữ ghép đôi. Đó. Ghép đôi lên. Ê. Nhìn cái giao diện là Vũ thấy nó professional hơn xưa rất là nhiều. Đó, bây giờ vào nè. À Vũ nha. Này lo của Vũ nữa, mình phải lưu lại. À Vũ nha. L1 nè ha. Ok, bây giờ mình vô mình set up cái phần control. Đó. Và đây sau khi lần đầu vô các bạn sẽ thấy được cái hướng dẫn quay coi cái chừng bạn bấm vô để cho nó bị ngược sáng á. Ok. Để vậy đi, giữ nguyên nha. Rồi, thì cái phần này á thì các bạn thấy nó sẽ đại diện nè. Quay xa tí xíu. Ok, rồi vừa thôi. Ok. Thì các bạn thấy không, nó sẽ đại diện cho cái ba cái line, channel 1, channel 2 và channel 3. Thì ở trên đây thì các bạn có thể điều khiển được âm lượng trên đây, các bạn thấy đèn ở trên đây nó không chạy theo không? Và một cái Vũ rất là thích khi mà trải nghiệm cái mượt này, đó chính là khi mà các bạn trơn cái con lăn như thế này á, thì cái điện thoại cái nó có một cái chất tác động rung á, thì các bạn cảm thấy nó rất là mượt mà. Đó, rất là đã. Đó. Ô. Oh. Cũng được. Khánh mở đèn lên giùm giúp mình nha. Đó, Khánh mở đèn lên giùm, do tới giờ là giờ nghỉ nên đèn nó auto tự động tắt đèn ở showroom á, mọi người thông cảm chứ, để mình mở lại. Ok. Rồi mình tiếp tục nha mọi người ha. Thì đó, đây là đại diện của line 1 đó. Ok. Thì trong cái phần ví dụ mình đây là chỉnh volume, các bạn thấy đèn sáng ở chỗ chữ volume không? Mình sẽ hướng dẫn trên phần mềm trước, sau đó mình sẽ chỉnh bằng cơ. Bạn bấm gõ vào đây để cho nó lấy nét. Ở đây nè. Đó, ok, đây đi. Rồi. Xong đây các bạn muốn chỉnh shape như thế nào thì ở đây nó luôn luôn mặc định là cái góc 12 giờ. Và chỉnh bass như thế nào và chỉnh reverb như thế nào. Reverb hiện tại nó đang là 0 nè các bạn. Đó. Ok, các bạn muốn tăng reverb lên nào, các bạn tăng thế này. Khi mà chúng ta tăng lên thì cái đèn này sẽ sáng lại để cho mọi người hãng nó rất là hay. Để cho mọi người thấy được cái cần màu trắng dễ nhìn hơn. Nó tự động giảm tông tối cái hiện khác, khi bạn thả ra nó sẽ sáng lại. Wow, rộ hơn nhiều. Trên loa hiện luôn rồi. Trên đèn thì nó, trên loa thì nó cũng sẽ hiện ha. Ok, thì bây giờ vấn đề đó tính sau đi. Mình check pad mình đang để là mặc định hết nè. Nó còn rất là nhiều tính năng. Và một cái tính năng nữa chính là tone mask. Khánh lấy dùng của tone mask. Dòng loa này các bạn có thể link được với tone mask, so với những dòng kia không link được tone mask. Thì dòng này các bạn chỉ cần on off thôi, bạn chỉ cần on nó lên thôi. Đó. Và các bạn chọn mid hoặc là insert. Đó. Hãng đã setup sẵn cho mọi người rồi, mọi người chỉ cần chọn và xài thôi. Đó. Và ở đây những cần tone mode nè. Đó, khi mình bấm này các bạn thấy đèn trên đây sáng lên nè. Nó rất là nhạy. Đã lắm. Đã lắm mọi người ơi, tiền nào của đó thôi. Rồi, xong. Đó. Rồi, ok, bây giờ đầu tiên là từ từ đi. Mà mọi người có thể link với con mixer như thế này, tone mask. Đợt này link nó tone mask, các bạn sẽ chỉnh được trên đây luôn và insert trong đây luôn, rất là hay. Và con này nó có hỗ trợ những cái mic pro cardioid này mọi ha. Coi xin lỗi mọi người, mic pro condenser ha. Thì 48V. Mọi chỉ cần bật nhấn giữ rồi bật lên là nó sẽ xài được mic pro đó luôn. Đó. Ok, mình tắt, mình không xài mình tắt. Đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ mở nhạc cùng mọi người. Bây giờ Khánh mình sẽ chỉnh bằng cơ nha, tại vì sẽ có một máy mở nhạc nên mình sẽ không đụng trên app này. Và trước khi mà mình play nhạc, mình xin được chia sẻ sơ về một tính năng rất là hay, mình rất là nghiện trên con này, chính là khi các bạn tích hợp vào đây thì các bạn có thể bật on off set tim đây nè, audio streaming nè, mình đang kết nối với con đó nè. Và đặc biệt á là cái channel 2 nó tích hợp sẵn cái tone mask, và đây là cái điểm mà ăn tiền nhất của cái sản phẩm này so với những cái dòng series cũ. Và các bạn, những khách hàng chơi guitar, chơi nhạc cụ, chơi micro xịn như là Sennheiser 945, 845 hay là Maya hay là Shure, các hãng Suri, thì các bạn đều được chọn sẵn, không cần phải kỹ thuật âm thanh. Ví dụ bạn mình bấm vô cái chữ channel 1 đi, là đại diện số 1, thì mình bấm channel 1 và trên đây nó sẽ hiển thị là microphone. Hiện tại nó đang là mặc định là nó không có cái gì cả, nó flat. Thì để ở đây thì nó sẽ có các hãng như nè, micro nè, bạn thấy không, Audit nè, Beyer nè, EV nè, Newman nè, Sennheiser, Shure nè, và các nhạc cụ ví dụ như là Brum nè, Percussion nè, rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn, rất là đã. Nhiệm vụ các bạn ví dụ như mình Vũ chọn
cho mượn cái XM58 thì Vũ chọn cái xua nè. Đó thì cái xua Vũ, cái xua của Vũ cái mã nó là mã này. Đó. Mã này thì Vũ chỉ cần nhiệm vụ là không cần phải kỹ thuật âm thanh nào xịn sò quá, bấm vô nó sẽ lấy cái thông số và cái reset của hãng đem ra cho mình. Và coi như là cái cây mic của cái line số 1 là chúng ta xài mic xua. Ồ, đỉnh chưa? Đó, các bạn thấy nó chọn chưa? Nó hiện từ mic lên nè, nó hiện đèn vàng lên nè. Thì nó sẽ là mic của xua. Và vấn đề thêm một cái nữa là các bạn có thể chọn được cái này là cái gì nhỉ? Cái com acoustic. Cái này thì bass, này là thuộc dạng nhạc cụ nha mọi người. Cái này là nhạc cụ nha. Cái này là insert nha mọi người. Insert thì chúng ta sử dụng cái đường đây nè, cái đường này. Đường line á. Nói chung là khi mà các bạn không xài mic thì chúng ta chọn một trong hai thôi. Thì chúng ta sẽ chuyển qua chế độ insert. Ví dụ mình chơi đây chơi guitar. Ok, mình hiểu rồi. Đây là nhạc cụ. Thì giống như cái con Somat á, Vũ đã từng chọn. Thì ví dụ Vũ chơi chọn guitar nè. Thì nó rất là nhiều kiểu để chúng ta chọn. Ví dụ chúng ta chơi nhạc cụ hay là bass hay là cây dông hay là guitar kiểu classic thì tenor gì. Nói chung là rất là nhiều thứ. Đó, các bạn chỉ bấm và chọn vào thôi. Là chúng ta đã không cần phải kỹ thuật âm thanh gì cả. Hãng đã setup sẵn rồi. Mọi người chỉ cần đưa ra và chơi thôi. Rất là hay. Đó. Cái này mình sẽ có một video sâu hơn cho mọi người. Giờ mình sẽ test cái con mixer Shure SM58 trước là cái mic nè. Thứ hai nữa là mình sẽ test reverb cho mọi người nè. Đó, rồi. Hôm nay là video đơn giản thôi. Mình sẽ làm một video chỉnh chu sau. Bây giờ mình sẽ xài thử cái nhạc và lúc đó mình sẽ chỉnh cái reverb ở trên đây xem nó sẽ như thế nào. Mọi người mình sẽ chỉnh bằng cơ trên đây ha. Mình không sử dụng app. App mình sẽ hướng dẫn cụ thể sau. Rồi, lên nhạc. Khánh, chọn nhạc đi Khánh. Có Spotify không? Mở Spotify lên giùm đi. Rồi. Hồi bà nãy giờ không thấy cái cần master ta. Đáng làm cái đùng nó vui lắm. Rồi, ok, mình sẽ mở Spotify. Free có quảng cáo hả? Kỳ vậy. Rickimmy đi, cái bài Vũ hay nghe lắm nè. Lay nè. Đó. Chưa ra full. Cái nào cắm lộn đầu không ta? Không đúng rồi. Cắm cái dắt dưới này chia sẻ thôi. Hiện tại ra sub thôi. Có. Ồ, nghe tiếng bass chưa? Mềm quá. Nghe mềm không mọi người? Đó, quýnh nghe sâu chưa? Từ từ để mình nghiên cứu. Dạ. Cứ quay bình thường thôi. Mình cùng mọi người sẽ nghiên cứu. Vũ cũng chưa đụng sản phẩm này. Hay là nãy giờ chỉnh cái setup ở trong. Chưa setup ở trong ấy. Nãy anh chọc bằng cái bên cái line Bluetooth á. Coi lại thử đi. Rồi, hơi lỏng tí xíu. Đeo ra đi trước. Nhạc lại Khánh tắt đây để quay và chia sẻ với mọi người. Thì cái đầu tiên khi mà Vũ lên nhạc cho mọi người nghe thì đúng là như Vũ đã dự đoán là cái thùng đóng sâu và to hơn so với cái series cũ như là là Bow Compact L1 Compact thì nó to hơn và cái khoảng trống sâu hơn. Thì thật sự là khi mà bass các bạn nghe rất là mềm mại và nó đều dãi hơn giữa full range và cái sub ở dưới. Nghe rất mềm mại, nó không có sáng hơn nhiều, tiếng sáng nhiều hơn so với cái dòng compact. Thực sự là họ cải thiện rất là đáng kể. Lấy nhạc chưa? Rất nguồn. Vậy hả? Rồi, tự động kết thúc. Rồi. Nữa cái đá nguồn quậy Khánh. Thôi, đang gạt đây, cứ cấm mà lại bình thường đi. Rồi mọi người xin lỗi mọi người xíu nha, bị rớt cái gì nguồn.
rồi để mọi người chờ xíu mình sẽ chỉnh cho mọi người, cho mọi người nghe và mình sẽ đánh giá và chất âm cho mọi người. Rồi đi đi, đừng đừng đá dây nữa. Ừ. Chưa? Bị rung. Đúng không? Đâu phải. Không phải. Và mọi người xin chờ xíu nha. Lớn quá, công suất lớn quá, cái điện 110 chịu không nổi. Từ từ để anh tí. Giảm volume xuống đi. Ờ, đợi xíu nha mọi người ha. Tại vì nó lớn quá, cái mình đang xài điện 110 rồi, ok. Rồi lay lay nhạc lên, lên từ từ thôi. Rồi được rồi, nhỏ thôi, ok. Vì nó không đủ điện, mà cắm qua 220 thì mới đủ công suất. Đừng mở lớn nữa, được rồi. Ở mọi người thấy không, tiếng bass rất là sâu nha mọi người. Rồi mở một bản nhạc guitar đi. Bản guitar nào đó, guitar đánh à. Đúng rồi, guitar. Ở xung quanh toàn là bô bô không ha. Rồi, con này thật sự mình mê quá mọi người. Tiếng bass sâu quá. Nó bù lại những cái khuyết điểm mà con bass đang có thiếu. Con bass thì rất là hay, hát rất là đã, nhưng mà nếu mà các bạn đánh nhạc đen á, thì cái tiếng bass nó không được sâu bằng như những con series mới này. Họ cải thiện rất là nhiều. Chọn nhạc lâu quá, bạn... À, hiện tại là em vẫn chưa biết giá bán lẻ ở thị trường Việt Nam anh Lâm Thanh Lê ơi. Dạ em sẽ có giá công bố sau ạ. À. Hiện tại là do này em nhập trực tiếp từ bên Mỹ về. Khoảng 2 tháng nữa, 2 tháng nữa sẽ có hàng ở Việt Nam, 2 đến 3 tháng nữa. Nhão quá rồi, mở cái file nhão rồi, mở YouTube file nhão rồi, mở Spotify á. Đừng có nghe nhạc trên YouTube, nghe nhạc trên YouTube toàn là file file nhão không à. Nó không có đủ ký. Mở trên Spotify á. Rồi mọi người chờ xíu mà em sẽ cho nhạc nghe. Ok. À, chà. Hotel California thì em sợ nó hơi bị chạm bản quyền anh à, nên em mấy bài nó hơi tới nhị trên YouTube anh. Dạ em không thử được, nó bị bản quyền bài hát anh. Rồi mình mở một bài nhạc đang nguyên cái gì đi. Mình sẽ mở một bài nhạc đang nguyên đi ha, nhạc bolero cho mọi người cùng nghe, nhiều thể loại. À, đang nguyên cái gì đó. Ngày em đi. Đó, nhạc có đang nguyên mọi người ha. Thời
nào nhớ không em đợi trong mình em 16 hình như là 123 dB anh. 16 là 123 dB. Cao hơn 6 dB so với dòng 8 anh. Nắng hôn nhẹ làm hồng môi em, mắt em buồn trong sương chiều anh thấy đẹp hơn. Một sớm nào nhớ không em, ngày chủ nhật ngày của riêng mình, thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lừa thưa chim dưới sương. Quỳ bên em trong góc giao đường, tiếng kinh cầu dệt mong yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần. Sáu, bảy, 1, 2. Không biết nào mình có tăng reverb chưa? Sẵn tiện video mình sẽ chia sẻ sơ về cái tính năng khi mà các bạn xài cơ và xài phần mềm nó khác nhau ở điểm nào. Thì phần mềm các bạn sẽ chọn được cái reset của cái công cụ, cũng như là đến micro cho đến cái nhạc cụ thì các bạn sẽ chọn được cái reset. Còn khi mà chúng ta không chọn được cái nhạc cụ á thì chúng ta sẽ chọn chỉnh ở ngoài bằng cơ cũng được, nó cũng khá là đầy đủ, nó đâu đó tương đương khoảng 70% về cái tính năng bên trong, nó đã show ra ngoài hết. Và Vũ xin chia sẻ một số thao tác cho mọi người. Thì ở đây là cái volume, volume Vũ đang để, thì làm sao chuyển qua để chỉnh chép, thì chúng ta chỉ cần nhấn nó sẽ chuyển qua chép. Đây mình sẽ giảm thử cho mọi người nha. Đó, mất hết chép của Vũ rồi nè, Vũ tăng chép lên nè. Đó, các bạn thấy cái đèn nó sẽ chạy theo, nó là volume vô cực ha. À đừng, 1, 2, 3, 4, 5, trời hay quá. Làm sẵn hẳn, làm sẵn mic nhẹ lắm. ok, rồi bây giờ mình muốn chỉnh chép trên bass thì mình sẽ chỉnh ở đây. Đó, giảm bass xuống, mình muốn tăng như thế nào, nó rất là nhạy á các bạn. Cái control nó rất là nhạy. Còn cái đèn này là đèn tín hiệu các bạn ha. Cái đèn xanh xanh nguyên cụm dưới đây là đèn tín hiệu. Khi có tín hiệu vào nó sẽ hiện và nhấp nháy. Khi mình không nói sẽ im lặng nè. Ok. Còn bass shape và reverb khi mà các bạn như vậy, các bạn vừa thấy khi mà các bạn giá bao nhiêu Khánh Nguyễn? Dạ anh Khánh Nguyễn ơi, thì hiện tại là sản phẩm này chưa có ở Việt Nam nên em chưa có biết được chính giá chính xác ở Việt Nam như thế nào. Ở đây là do em xách tay về. Dạ, em khoảng anh chờ gắng chờ khoảng tầm 2 đến 3 tháng nữa thì sản phẩm này sẽ có ở tại mặt thị trường Việt Nam ở châu Á. Dạ. Bây giờ mình chỉnh reverb thử xem. Thì để làm sao chỉnh reverb mình chỉ cần nhấn 1 nè, 2 nè. Reverb nè, các bạn thấy đèn reverb sáng lên thì lúc đó ta chỉnh reverb. 6 vì một cái Vũ đánh giá sau khi mà vừa bật qua reverb là cái reverb này nó thuộc dạng là bật room nhiều các bạn ha. Nó sẽ mô phỏng cái giả lập cái không gian ở bên trong của người. Và cái đuôi vợt nó sẽ dài hơn so với Bose S1 Pro mà đuôi rất là dài. Còn cái chỉnh chi tiết của cái vợt thì mình chưa có nghiên cứu ở trong app nó có chỉnh chi tiết về vợt hay không, có tham vợt hay không, nhưng mà relay có lên vợt hay không, nhưng mà hiện tại cái vợt thì mặc định của hãng đưa ra mình thấy rất là dễ chịu đó các bạn. Vừa tăng nè, tăng reverb nè. Thành phố nào nhớ không em, nơi chúng mình cải tiến rất là khác biệt so với những cái dòng series trước. Các bạn đến hiện tại sản phẩm có mặt tại Thiên Vũ nha mọi người, và những khách hàng mà đang
quan tâm sản phẩm này, mọi người đến hát thử coi những cái lời của Thiên Vũ nó có đúng như là Vũ đã diễn tả trong cái video này không. Người thật thì nói là phải có việc thật. Ok. Rồi thì nó chỉ có những như vậy thôi. Đây là Vũ luôn. Mình sẽ giảm vệt lại xuống. Thành hát thử một bài cho mọi người cùng nghe thử đi Thành. Hiện tại là Vũ đang xài mic, mọi người xuống đây Vũ ha. Cái nút này mọi người có thể xử lý á. Cái nút mute này nè. Có thể tắt nè. Đó, 1 2 3 nó không ra tiếng Vũ nè. Tắt nè. Đó, để dành cho mọi người xử lý nha. Nó cải tiến nhiều hơn so với lại cái Bose S1 hay là con Bass kia, nó không có nút mute thì nó đưa ra. Hầu như cái dòng này thì dòng Boxable, các bạn thấy mua cái con sản phẩm này có thể đi lưu diễn hát ở tại các phòng trà. Thì tùy theo cái mô hình cũng như là không gian, các bạn chọn một sản phẩm phù hợp để chúng ta chọn được. Đó. Còn ở gia đình đó thì Vũ khuyến khích mọi người nha. Đối với những không gian nhỏ nhỏ mà diện tích mà như cái không gian này của Vũ thì 36 5 khoảng 20 mét vuông á. Thì thật sự 20 mét vuông á để mà karaoke đầy trong cái phạm vi và cái ngưỡng của trong gia đình á thì mọi người xài khoảng tầm 1 cây là đủ. 15 mét vuông mọi người xài một cái cây rồ 8 thôi nha, để tránh lãng phí tiền mà chúng ta không khai thác hết được, một cây rồ 8 thôi. Còn nếu mà chúng ta nghe nhạc lớn hơn với người mà không gian đông hơn á thì mọi người chỉ cần sử dụng hai cây rồ 8 thôi ở không gian mà 20 mét vuông. Còn những cái phòng mà lớn hơn á, có chiều dài thì mọi người sẽ chọn cái dòng rồ 16, rồ 16 hai cây. Thì những cái phòng có diện tích được khoảng tầm 20 cho đến 30 thì mọi người sẽ đầu tư rồ 6. Còn cái rồ 32 thì mọi người nên lưu ý, thì mọi người thích cái cây đó nhìn nó professional hơn. Nhưng mà Vũ cây đó Vũ chưa có test, nhưng mà cái cây đó là theo Vũ biết những số đi trước mà Vũ từng dùng á thì nó giống như cái con một S tầm thế này, thì cái full range nó cực kỳ hỗn, cực kỳ hỗn. Thì nó cần phải có đủ không gian để cho nó ra hết được cái công suất của cái full range đó. Thì nó sẽ loa nó sẽ đủ 32 củ loa dài từ phía trên dài xuống tới dưới cái chân luôn đó. Và mọi người cũng lưu ý một điểm nữa, khi mà mọi người chọn cái Pro 32 thì mọi người không nên chọn cái B1. Nếu mà mọi người chọn B1 á thì mọi người chỉ chơi được guitar thôi đó, hoặc hát acoustic thôi. Còn nếu mọi người xác định là mình mua để karaoke, nghe karaoke, thì mọi người có thể kết nối là bass B2 nha. Mọi người karaoke nên sử dụng bass B2, bass 2 á, sub 2 đó. Đó, rồi còn nghe nhạc đen á thì không cần phải mua hai cây, mọi người chỉ cần mua một cây và hai cái sub B2 nó là mọi người thể nghe được nhạc đen. Vì cái full range của cái dòng bô này nó rất là hỗn, cực kỳ hỗn, nó rất là lớn, nó làm rát cái tai lắm, nó đủ đáp ứng cái không gian lớn cho mọi người. Cái mà Vũ vừa trình bày ở đây á là thật sự là những cái chia sẻ nhờ những khách hàng của Vũ ở nước ngoài á, mọi người có thể mua. Sau khi mà Vũ làm cái video này xong á, mình sẽ làm một reset trên cái tone map cũng như là những cái setup trên đây, và Vũ sẽ chia sẻ cho những khách hàng đang ở nước ngoài, cũng như là Vũ cảm ơn mọi người. Mọi người có thể tự mua hàng ở bên đó, mọi người setup một cái dạng karaoke cho mọi người ở bên đó, không cần phải về Việt Nam mua được. Video thì tới đây thì nói chung là cũng khá là đầy đủ rồi. Vũ sẽ có một cái video quay nét hơn, cận cảnh và đẹp hơn cho mọi người cùng xem, để mọi người có thể hiểu hơn về sản phẩm này. Nhưng đánh giá chung thì sản phẩm này về thiết kế đẹp hơn, phần bass đánh sâu hơn, và cái phần họng và chồng trên tay nó sẽ nhẹ nhàng hơn cho mọi người. Rất là nhẹ, nói chung là rất là nhẹ, nhẹ hơn những cái series trước, dù là size nó to hơn. Và form cái cây trụ so với những đợt trước thì nó sẽ được ống tròn, hình ống tròn, thì nó cứng hơn và nó chắc chắn hơn so với những cái lần trước. Như cái dòng mà kia nó hơi hình vuông thì nó hơi ổng ẻo tí xíu, nhưng mà cái dòng này thì nó đã cải thiện khá là nhiều luôn. Và âm lượng cho đến cái series nhỏ nhất và âm lượng nó cũng đã khá là lớn. Thì đây là những cái chia sẻ. Thì đặc biệt cái video này thì cuối video, Vũ cũng xin cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video, và cảm ơn anh Phong đã hỗ trợ nhập giùm em cái cây này. Và em nghĩ ở phòng của anh á thì anh nên chọn hai cây Pro 8, đừng mua hai cây Pro 16. Ok, xin chào các bạn. Các bạn thấy video hay thì đừng quên bấm like và subscribe channel Thiên Vũ. Từ đây sắp tới Vũ sẽ còn nhiều video những sản phẩm độc đưa về trước cho mọi người review, cho mọi người cùng xem. Xin chào, bye bye. Bây giờ quên mình cùng hát thử cái ha. Trước khi kết thúc video mình hát xong cái video này, mình sẽ kết thúc video luôn. Hát đi. Đây mở cho để cho hát sơ sơ cho mọi người nghe cái đó.
YouTube nha. YouTube để đâu ta? Trong đó. Nhẹ lắm, mic để sẵn. Mọi người ơi, cái micro mọi người chọn có reset của SM58 mà hãy nó set up mọi người á, mọi người cầm cái mic nó nhẹ hiệu à. Không cần phải reset gì cả. Cái reverb nó cũng rất là bay nữa. Cái đuôi vật nó dài hơn so với Bose X1 Pro. Đúng, hay, xong, rồi thì nhạc nghe nha. Alo, cái đó. Lúc 2, 6, 7, 1. Cái đó. 2, 6, 7, 1, 2, 2, 2, 2, 2. Xin chào mọi người, chúc mọi người một buổi đêm buổi tối thật vui vẻ nha. Đừng quên ủng hộ like và subscribe channel để theo những video mới nhất.